Tàu sân bay Nhật Bản áp sát tàu sân bay Trung Quốc. Trung Quốc công bố hình ảnh tàu sân bay Nhật Bản áp sát tàu sân bay của Bắc Kinh khi tàu này đang tham gia cuộc tập trận ở Thái Bình Dương. Theo The Drive, vụ áp sát diễn ra khi nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận trên Thái Bình Dương. Bức ảnh cho thấy, tàu sân bay trực thăng Izumo của Nhật Bản di chuyển ở khoảng cách khá gần so với Liêu Ninh. Văn phòng Bộ Tham mưu Liên hợp Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, GSDF thông báo rằng họ đã quan sát thấy Liêu Ninh cùng một tàu khu trục Tai 052D, một tàu hộ vệ Tai 054A và một tàu tiếp tế Tai 901 di chuyển từ biển Hoa Đông và Tây Thái Bình Dương về phía đông nam Okinawa vào ngày 15 tháng 12. Đội tàu Trung Quốc sau đó di chuyển xa hơn về phía đông nam và tiến hành các cuộc tập trận, bao gồm phóng và thu hồi máy bay chiến đấu J-15, cũng triển khai các trực thăng Z-9 và Z-18 từ tàu sân bay. Các tàu của lực lượng Hải quân Trung Quốc sau đó đã quay trở lại biển Hoa Đông vào ngày 25 tháng 12. Nhật Bản cũng công bố hình ảnh các tàu chiến Trung Quốc mà họ chụp được trong cuộc chạm mặt giữa hai tàu sân bay. Tokyo xác nhận Izumo cùng với tàu khu trục Akizuki đã theo dõi hoạt động của hạm đội Trung Quốc, trong khi các máy bay tuần tra hàng hải P-1 và P-3 cũng để mắt tới cuộc tập trận của Bắc Kinh. Các tiêm kích của Nhật Bản cũng được triển khai khi J-15 được phóng đi từ Liêu Ninh trong cuộc tập trận. Theo giới quan sát, việc một nước điều tàu theo dõi nước khác tập trận trên vùng biển quốc tế khá gần với lãnh thổ của nước mình là điều bình thường. Hiện thời, không có dấu hiệu nào cho thấy phía Trung Quốc hay Nhật Bản có cách hành xử nguy hiểm hoặc không chuyên nghiệp trong cuộc chạm mặt trên biển. Tuy nhiên, điều bất thường ở đây theo giới quan sát là việc Nhật Bản điều tàu sân bay để theo dõi Liêu Ninh và lại để hai tàu duy trì ở khoảng cách khá gần như vậy. Nhật Bản, giống như nhiều nước khác, thường đưa các tàu nhỏ hơn để làm nhiệm vụ theo sát chiến hạm nước khác. Giới quan sát nhận định, Nhật Bản dường như muốn gửi thông điệp rõ ràng tới Trung Quốc về năng lực quân sự của họ và việc Tokyo sẵn sàng triển khai năng lực này ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung Quốc và Nhật Bản có dấu hiệu leo thang trong thời gian qua liên quan tới vấn đề tranh chấp quần đảo Senkaku trên biển Hoa Đông, hiện do Tokyo kiểm soát nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là điếu ngư. Ngoài ra, hai nước cũng có những bất đồng xoay quanh vấn đề Đài Loan trong những tháng trở lại đây. Giữa tình hình này, ngày 28 tháng 12, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo đã đồng ý lập đường dây nóng với phía Trung Quốc để tạo ra một kênh liên lạc có thể giúp xoa dịu những kịch bản căng thẳng leo thang. Đức Hoàng theo The Drive, Hamas nã rocket, Israel tấn công đáp trả dung chuyển dải Gaza. Israel tấn công vào các mục tiêu ở dải Gaza trong một động thái mà họ tuyên bố nhằm đáp trả việc lực lượng vũ trang Hamas của người Palestine bắn rocket nhằm vào nhà nước Do Thái. Giờ tê đưa tin, Israel đã ném bom vào các mục tiêu ở dải Gaza vào giữa đêm mùng 1 tháng 1. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF sau đó tuyên bố rằng vụ ném bom nhằm đáp trả việc lực lượng Hamas đã nã hai rocket vào Israel trước đó. Tuy nhiên, các rocket từ Gaza không tới được mục tiêu và bị rơi ở Địa Trung Hải, nên Israel không cần đánh chặn hoặc cảnh báo công chúng. Các đoạn video cho thấy, các vụ nổ quy mô lớn làm sáng rực cả bầu trời và có thể quan sát được từ khoảng cách nhiều km. IDF cho biết, họ nhằm mục tiêu tấn công vào các cơ sở của Hamas, bao gồm cơ sở sản xuất rocket và các đồn quân sự mà Israel cáo buộc là được sử dụng cho các hoạt động khủng bố. Thành phố Khan Yunis ở phía nam Gaza rung chuyển bởi hỏa lực của Israel. Theo một số trang tin, khoảng 10 tên lửa được cho đã phóng vào thành phố này. Jerusalem Post cho biết, IDF dường như cũng đã nhằm vào các mục tiêu ở phía bắc Gaza. IDF thường thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Gaza với lý do là nhằm đáp trả việc bị tấn công. Tuy nhiên, Israel sở hữu khí tài quân sự mạnh hơn rất nhiều, nên các cuộc tấn công này thường bị xem là không cân xứng. Phần lớn rocket mà Hamas phóng đi đều trượt mục tiêu hoặc bị lá chắn vòm sắt của Israel đánh chặn. Tháng 5 năm ngoái, Israel và Hamas đã có cuộc đụng độ quy mô lớn làm hàng trăm người ở hai bên thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương. Đức Hoàng theo giờ T.
Балтийского моря до войсковых полигонов в Нижегородской области. Размах по фронту более 2000 километров. Корабли, авиация и береговые войска. Все приходит в движение одновременно. На аэродроме Барановичи в Брестской области на совместное с белорусскими летчиками боевое дежурство заступили экипажи истребителей Су-30СМ ВКС России. Для совместной защиты границ союзного государства в Барановичах сформирован учебно-боевой центр подготовки летчиков двух стран. Истребительная авиация выполняет задачи сопровождения сводной группы транспортной авиации вооруженных сил Республики Беларусь и Российская Федерация, а также ведет маневренные воздушные бои на малых высотах над 230-м полигоном Абузовского. Покинули пункты постоянной дислокации подразделения ПВО Западного военного округа. Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400, ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и радиолокационных станций различного диапазона действия совершили марши в назначенные командованием новые позиционные районы и заступили на боевое дежурство для отражения возможного воздушного нападения. В самом западном регионе страны, в Калининградской области, морские полигоны боевой подготовки в южной части Балтийского моря уже заняли 15 боевых кораблей, а также судообеспечение. По тревоге подняты авиация, морская пехота и подразделения армейского корпуса береговых войск. Балтийский флот к стратегическим учениям готов. Для нас это очень серьезный экзамен, экзамен на зрелость, проверка боевой готовности всего Балтийского флота. А на полигоне Мулино представители контингентов 7 иностранных государств пристреливают военную технику. На позициях модернизированные Т-72Б3. Пристреливают иностранные экипажи на полигоне Мулино, в том числе и боевые машины пехоты, которые будут задействовать в маневрах. Дистанция до пристрелочной мишени 100 метров. Огонь ведется из 30-миллиметровых пушек. В танковых маневрах участвуют экипажи Монголии, Шри-Ланки, Киргизии, Пакистана. Из Индии прибыла огненная кавалерия. Нашему полку в этом году 230 лет. В Россию приехали самые подготовленные танкисты из Индии. Поэтому нас и называют «огненная кавалерия». В Индии у нас стоят на вооружении и Т-72, и Т-90. Мы быстро все освоили. Очень бы хотелось опробовать ваш новый танк «Армата». Накануне экипажи уже отработали вождение, совершили многокилометровые марш-броски по пересеченной местности. Элементы боевого слаживания танкисты продемонстрируют уже во время активной фазы учений. Максим Гриценко, Максим Румянцев, Андрей Подгорнов, Алексей Крылов, Андрей Ткачук и Святослав Максунов. Телеканал «Звезда».
Корабли России, Вьетнама и Китая вышли в море для участия в первом этапе конкурса «Кубок моря» в рамках «Арми». Экипажи сражаются за победу, демонстрируя мастерство в применении вооружения. Стрельба ведется одиночными выстрелами из крупнокалиберного пулемета на ходу. Затем, как проходят соревнования, наблюдает Денис Ивлев. Он находится на борту российского корвета «Совершенный». Корвет «Совершенный» прошел ворота входа. Арбитр зафиксировал время и включил секундомер. Сейчас главная задача стрелка – обнаружить плавучую мину примерно на расстоянии 300 метров и поразить ее. Секундомер будет выключен тогда, когда корабль пройдет ворота выхода. Наша команда выступала первой. Судьи, представители двух государств – Мьянмы и Вьетнама – зафиксировали уничтожение мины 18 патронами из 32.